Trong khi một số cửa hàng thuốc tân dược nâng giá hoặc có biểu hiện găm hàng đối với các loại khẩu trang, thì một số đơn vị cấp miễn phí khẩu trang cho nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Công ty Điện lực Hưng Yên mua và trang bị khẩu trang cho 9 trên 9 đơn vị trực thuộc và tại trụ sở công ty. 100% số khách hàng và nhân viên của công ty khi đến trụ sở làm việc đều được bộ phận thường trực mời sử dụng nước khử trùng khô và phát khẩu trang y tế miễn phí. Phòng khám Đa khoa Việt Nhật đã mua 12.000 khẩu trang y tế để phát cho nhân dân, nhân viên và người đến thăm khám chữa bệnh tại hai điểm gồm 106 Tôn Thất Tùng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên và ngã tư chợ Bao Bì, thị xã Mỹ Hào. Việc cấp khẩu trang y tế và khử trùng bàn tay cho nhân viên và khách có phần nâng cao khả năng phòng bệnh khi dịch nCoV qua đường hô hấp. Trong ngày 3 tháng 2, đại diện 4 quầy thuốc ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đã tặng 3.000 khẩu trang cho mỗi người dân đi qua dốc D xã Xuân Quan. Các nhân viên quầy thuốc còn hướng dẫn người dân đeo đúng cách. Trong hai ngày 3 và 4 tháng 2, Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với cửa hàng dược phẩm huyện Tiên Lữ phát 2.000 khẩu trang y tế và 720 chai nước muối sinh lý cho người dân. Trong đó, khẩu trang y tế được huy động từ nguồn xã hội hóa, nước muối sinh lý được trích từ nguồn kinh phí huy động của cán bộ chiến sĩ công an huyện. Công ty cổ phần dược phẩm Hưng Yên tặng gần 2.000 khẩu trang y tế cho cán bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Trước đó, công ty tặng 12.000 khẩu trang y tế miễn phí cho khách hàng khi đến mua thuốc tại một số cửa hàng của công ty và người dân địa bàn thành phố Hưng Yên.